Anh Tuấn ơi, hôm nay mình tới đây là mình diễn tiểu phẩm gì anh hả? Tụi em quyết định là tụi em không bao giờ đứng về phía anh Tuấn nha. Tại tụi em không có một cái niềm tin gì về anh Tuấn. Anh mang tiếng là quả đấm thép đó nghe cưng. Wow. Và sau ngày hôm nay em tin chắc rằng anh Kiều Minh Tuấn sẽ trở thành một đả nam làng hề. Wow, đả nam à? Dạ vâng ạ, đả nam làng hề. Anh Khoa ơi, em lo cho anh quá à. Anh lên đó rồi anh lo cười không sao anh đánh được anh. Thì đó, em sợ trong lúc đánh là anh Khoa cười á. Thì bởi vậy, anh Tuấn ơi, mình phải tung ra những cú đánh nha anh, chứ không phải mình tung ra những miếng hài nha anh nha. Nhớ nha anh Tuấn, tụi em sẽ ủng hộ anh, nhưng mà tụi em vẫn nghiêng về anh Khoa nha. Mỗi lần mà em nói ý kiến là em muốn tập võ, kêu mọi người kêu không làm được. Em kêu ủa, không làm được không có nghĩa là không được làm. Wow, tuyệt vời, hay quá. Đủ rồi, về thôi anh. Chán BB ghê luôn, anh nói cỡ đó rồi mà BB. Em lo cho anh lắm anh ơi. Anh Khoa ở đây người ta tập võ biết bao nhiêu năm. Trời. Còn anh có tham gia phim hành động thiệt, nhưng mà anh bị hành nhiều hơn là động anh à. Nhưng mà em ơi, khi một người thường á mà dám bước qua cái này nè, là không phải là người thường nữa rồi. Anh ơi, mình bước qua được rồi, thì thôi bây giờ mình bước về anh ơi. Em ơi, ba mẹ anh đã nói rồi, ba mẹ cho con cuộc sống, việc của con là trải nghiệm cuộc sống. Rồi. Chào mừng quý vị đã tới với The Champion, nhà vô địch. Tôi là người dẫn chương trình Quốc Khánh. Và ở phía góc kia, người bạn đồng hành của chúng tôi, BB Trần, ngày hôm nay cực kỳ háo hức chờ đợi cuộc so tài. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với sàn đấu nóng nhất hiện nay, nhà vô địch. Và hiện tại bên cạnh BB Trần đó là diễn viên Duy Khánh. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình The Champion, nhà vô địch. Bây giờ kiểu trong người em nó hừng hực lắm kìa. Em đang rất là mong chờ, rất mong đang chờ, mong đúng chờ không? Những cái cuộc tranh đấu nảy lửa của The Champion. Wow. Hôm nay anh vẫn chưa nghe chương trình bật mí về cái một âm nhạc hay một cái món quà gì đó từ khách mời. Anh vẫn chưa nghe nói tới. Anh còn tưởng em hôm nay em tới đây em hát luôn á. Không có, không có trời. Ủa? Không có đâu. Em cũng đang rất là hồi hộp chờ đợi xem coi là tiết mục đầu chương trình của chúng ta là gì. BB ơi, hôm nay cả chương trình là một tiết mục rồi em ạ. Đáng mong đợi. Rất đáng mong đợi. Bình thường thì là BB Trần sẽ dẫn vào một tiết mục để tạo không khí cho buổi tối của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay võ sĩ giành luôn phần đó. Và chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa, võ sĩ đầu tiên trong cuộc so tài ngày hôm nay. Thú thật là Khoa rất ư là thích bộ môn boxing từ những ngày nhỏ. Và đây là lần đầu tiên mình có cái trải nghiệm thật sự. Vẫn đang chưa tin vào điều đó. Hy vọng mình sẽ có một trải nghiệm giống như những gì mình đã từng hình dung. Cá nhân Khoa thì với bộ môn Khoa theo đuổi là âm nhạc thì nhạc rock nó cũng đâu đó một cái tinh thần tương đồng với lại boxing. Nó luôn có một cái sự nhiệt huyết máu lửa, luôn đầy ắp ở đó những sự tìm tòi, những cái mục tiêu mới dành cho mình và chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. Và nó lại không hề thua kém về chuyện rèn luyện cho mình một cái nền tảng thể lực cũng như là thực sự có tính chất đối kháng rất là tốt, cũng như rèn luyện cho mình một tinh thần tập trung và chiến đấu cực kỳ cao. Chút gì đó bỡ ngỡ với lại bộ môn này, mặc dù rất là hiếu kỳ và tò mò biết thêm về một cái môn thể thao. Khoa nghĩ đâu đó là một chút lo lắng cho cả hai đều lần đầu đến với bộ môn này. Và chúng tôi vẫn phải buộc giữ một cái tinh thần thượng võ, đó là đánh hết mình nữa. Cho nên đâu đó nó là một cái tổ hợp rất là phức tạp của cảm xúc. Và cá nhân Khoa cũng đứng trước cảm xúc rất là lẫn lộn đó. Mình đang phải sắp thượng đài với một người mà mình rất là quý ở trong nghề. Và tinh thần hết mình chắc chắn nó sẽ được hiện diện ở trong trận đấu này. We'll be right back.
dậy, đứng dậy thôi. Bao nhiêu năm qua ta không gục ngã. Đứng dậy, hãy vượt qua. Bao nhiêu năm ta không sống đơn hèn. Bao nhiêu năm qua giữa thác bom đạn ta sống và cái chết bên ta tựa lòng hồng. Bao nhiêu năm gian nan cô đơn buồn chán vây quanh ta cùng bao đắng cay không hề lùi. Sao hôm nay cơn đau thân xác đưa ta đi nơi đâu, cái chết như trời một ván cờ. Ta di dân như cơn mưa bay rồi tan trong hư vô, đời ai cũng tan như gió mưa. Trên cao đầy nắng, đứng dậy thắp niềm tin, bay bay lên trên xác thân mình. Bao nhiêu năm qua giữa thác bom đạn ta sống và cái chết bên ta tựa lòng hồng. Bao nhiêu năm gian nan cô đơn buồn chán vây quanh ta cùng bao đắng cay không hề lùi. Bay lên bay lên, đau đớn riêng ta không hơn ai giữa chốn nhân gian đây khốn cùng. Đi ta đi thôi, bên ta người thân mà trong mong người ta sống cho một tình yêu. Đứng dậy, hãy vượt lên chính mình, vó ngựa còn phi. Đứng dậy, hãy vượt lên số phận trái tim còn yêu. Đứng dậy, hãy vượt lên chính mình, vó ngựa còn phi. Đứng dậy, hãy vượt lên số phận trái tim. Trái tim còn yêu. Wow. Wow, wow, wow. Anh Khánh ơi, chưa gì đã em thấy cháy quá anh ơi. Mà chưa kể nha, cái ca khúc này là không thể nào ngồi yên được luôn á. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì mình vừa tính ngồi, cái anh kêu đứng dậy rồi, sao ngồi được. Anh cứ đứng dậy đi không à, không thể nào ngồi được. Nãy giờ là kiểu cũng mấp mé muốn ngồi vài lần rồi đúng không? Nhưng mà thật ra là cũng hơi mệt, em cũng hơi tụt sức chút xíu. Tại vì cái bài này cháy quá. Cháy quá, em cháy không lại luôn á. Thiệt mà. Em bị dập tắt luôn mà. Đó, cái anh vừa mới mong em, cái anh định ngồi xuống nghỉ mệt chút xíu thôi. Đứng dậy, đứng dậy liền. Đứng dậy đúng không anh? Bất kỳ liền anh. Không ngồi được. Và thưa quý vị, bước lên sân khấu là Phạm Anh Khoa. Cảm ơn Phạm Anh Khoa vì phần trình diễn thật là sôi động. Phạm Anh Khoa, chưa em. Em cứ ra đây đã. Em có hồi hộp không? Anh nói không sao được đúng không anh? Rất hồi hộp. Ca khúc vừa rồi là Không Gục Ngã. Em xin phép được chia sẻ thêm một chút về ca khúc rất đặc biệt này. Đây chính là ca khúc mà nhạc sĩ Trần Tiến viết ngay trên giường bệnh, ngay lúc thập tử nhất sinh. Bác Tiến viết xong bài hát này thì việc đầu tiên bác Tiến nghĩ là nhờ Khoa thể hiện. Thì cái lúc mà Khoa hát ca khúc này, Khoa cảm thấy mình có nhiều động lực nhất và nhiều quyết tâm nhất. Và bạn hãy luôn luôn nhớ tên bài hát này nếu như ngày hôm nay trên sàn đấu này gặp chút khó khăn nào đó. Không gục ngã. Tôi có nói với quý vị rằng là đây là một cuộc so tài rất là được chờ đợi của BB Trần và cả Duy Khánh ngồi ở trên kia nữa. Bởi vì đối thủ của Phạm Anh Khoa là Kiều Minh Tuấn. Thật sự là rất hồi hộp, cũng lo sợ.
mà cũng rất là muốn lên sàn. Tại vì thấy cái sức nóng từ hôm mình đi cổ vũ á, sức nóng nó lan tỏa mà đến nỗi mà mình muốn được bước lên liền để mà đấu liền, để mà được cảm nhận những cảm xúc ở trên đó giống như mọi người. Mọi người cũng đều thấy là Tuấn rất là ít vận động. Phạm Anh Khoa là một người rất là năng động, cơ thể của ảnh lúc nào cũng hừng hực muốn vận động vận động. Còn Tuấn thì lúc nào cũng muốn được nghỉ ngơi, quể quải kiểu đó. Không kỳ vọng là mình sẽ thắng đó, nhưng mà lúc mà hở nên nằm ngủ thì cứ mơ là mình sẽ được thắng rồi vinh danh các kiểu. Nói chung nó trái ngược, nhưng mà thật sự đó là cảm xúc của mình. Mình cũng thấy mắc cười, tại vì thật sự ra là trong đầu của mình lúc mà mình tỉnh dậy thì mình không nghĩ là mình sẽ là người chiến thắng. Mình sẽ là quyết thắng hay là phải đấm cho bằng được, hay là knock out như thế nào, phải kỹ như thế nào. Mình chỉ biết là mình lên mình hết sức mình đừng có để bị đánh, và mình cố gắng mình phản công vậy thôi. Mình làm đấu sĩ boxing như vậy á là chắc mẹ mình sẽ bất ngờ lắm. Nói đến đây cũng mong là mình chiến thắng để có gì đó cho mẹ vui, mẹ sẽ bất ngờ. Một khi Tuấn đã quyết tâm rồi thì anh Khoa hãy cẩn thận em nha. Em cũng dễ sợ lắm á, cũng không đơn giản đâu. Nghe anh Khoa. Kiều Minh Tuấn, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một trận đấu hết sức hấp dẫn và đáng chờ đợi của The Champion. Và tôi là Phạm Anh Khoa, The Champion. Yeah! Anh Tuấn ơi, hôm nay mình tới đây là mình diễn tiểu phẩm gì anh hả? Dạ đúng rồi, tại vì em thấy rõ ràng hồi nãy trong cái bước đi của ảnh là vẫn có cái sự duyên dáng hài hước lắm. Khi mà nghe tới tên anh Kiều Minh Tuấn thì tụi em rất là bất ngờ. Dạ. Và trong suốt quá trình mà anh Tuấn anh đi trên đó, anh lên tới sàn đấu rồi, thì tụi em quyết định là tụi em không bao giờ đứng về phía anh Tuấn nha. Không bao giờ đứng về phía anh Tuấn nha. Tại tụi em không có một cái niềm tin gì anh Tuấn. Sao kỳ anh? Em ơi, em thấy cái bước đi của anh không rất là hề hước. Không, nhưng mà cái sự hề hước đó của anh có tính toán chứ bộ. Thì đúng rồi, hôm nay anh sẽ mang tới một trận đấu là đầy hài hước, em hiểu không? Và duyên dáng nhất là sự đầy tính giải trí. Wow, vậy thiệt vui là chính. Quá là mong chờ rồi. Đúng không anh Tuấn? Em đang rất là mong chờ là anh sẽ là một cú đột phá, là coi như một cái nhân tố mà gọi là võ sĩ hề anh. Không biết là anh có đang theo hình tượng này không anh? Không em. Anh mang tiếng là quả đấm thép đó nghe cưng. Wow. Quá tự tin. Và sau ngày hôm nay em tin chắc rằng anh Kiều Minh Tuấn sẽ trở thành một đả nam làng hề. Wow, đả nam à? Dạ vâng ạ, đả nam làng hề. Nè, bằng chứng nè, thấy không? Quả đấm thép nè, thấy băng bột chưa? Sao kỳ vậy anh? Đấm sao mà tới nổi mà băng bột dữ vậy? Ở trong này có thép. Bây giờ thì anh biết là tình đoàn kết của anh em diễn viên như nào rồi Tuấn ạ. Em thấy rõ ràng nha anh, trên võ đài của chúng ta thấy anh Khoa ra dáng là một võ sĩ vô cùng. Ra dáng lắm, nhìn thấy khỏe quá. Bộ anh không ra dáng hả em? Trời ơi, nhìn anh ngọt ngào muốn chết luôn. Anh Tuấn ơi, cái dáng của anh là dáng gì vậy anh? Anh thấy cái không? Đó. Cái dáng mà lạ lướt đó nha. Lạ lướt. Trời ơi, cái dáng này chiêu này người ta gọi là sống đó nha. Anh Khoa ơi, em lo cho anh quá à. Anh lên đó rồi anh lo cười không sao anh đánh được anh. Thì đó, em sợ trong lúc đánh là anh Khoa cười đó. Thì bởi vậy, anh Tuấn ơi, mình phải tung ra những cú đánh nha anh, chứ không phải mình tung ra những miếng hài nha anh nha. Nhớ nha anh Tuấn, tụi em sẽ ủng hộ anh, nhưng mà tụi em vẫn nghiêng về anh Khoa nha. Đây là không khí lần đầu tiên tôi thấy ở trong The Champion. Và tôi nghĩ rằng là đây là trận đấu khó đoán nhất sau những gì mà hai võ sĩ đã thể hiện. Không biết là kết quả nó sẽ ra như thế nào đây. Đội ngũ bình luận viên chuyên nghiệp ở phía kia rất là đông đảo, gồm có anh Mai Thanh Ba, tổng thư ký của Liên đoàn MMA Việt Nam, nhà cựu vô địch ủ su tán thủ thế giới. Bên cạnh đó là các bình luận viên của chúng tôi, diễn viên Hà Hiền, bình luận viên Chí Viễn và một bình luận viên của môn eSports rất nổi tiếng là Quang Hùng. Phạm Anh Khoa thì mọi người đều biết là một người chơi thể thao rất là năng động và hình như là có tập võ hay sao, đúng không Phạm Anh Khoa? Đúng là Khoa có một cái tuổi thơ đến với bộ môn võ là vô Việt Nam vì để khắc phục tình trạng sức khỏe. Nhưng mà gần như là để phòng vệ là chính. Tuy nhiên nó rất là khác biệt đối với một bộ môn là boxing. Vì vô Việt Nam hầu hết là nó chú trọng khá là nhiều đến các môn binh khí và các đòn chân cũng như là các thế khóa. Gần như là không phải dùng các đòn tay.
Tôi là Phạm Anh Khoa. Lý do tôi đến với The Champions lần này để khơi dậy những đam mê đã ngủ quên. Lần này đến với boxing, Khoa hoàn toàn có nhiều bất ngờ trong những cái cảm nhận của mình. Một khoảng thời gian dài trước đây, có lẽ Khoa đã có một cái khối lượng vận động thể thao khá là lớn với cường độ mạnh như là bóng đá, đứt dây chằng, và một cái sự cố khiến cho mình phải dừng cái quãng quá trình vận động rất nhiều. Và trong lúc mình tìm tòi và chờ đợi có một cái bộ môn thể thao nào đó phù hợp thì bỗng dưng boxing xuất hiện. Càng đến với boxing mình càng nhận ra rằng nó rất thật thôi các bạn. Nó là một cái game có thể nói đầy thú vị, thử thách. Và nó đem lại cho mình nguồn năng lượng đâu đó mà mình đã đánh mất rất là lâu rồi. Khi mà bạn đứng ở trên sàn đấu đó rồi thì tất cả mọi thứ nó chỉ phụ thuộc vào chính bạn, do bạn. Và tất cả đều là nỗ lực của cá nhân bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng là chỉ có vài phút của một hiệp đấu. Ở trên đó nó rõ ràng là một cái khoảng thời gian mình không đếm bằng cái thời gian thực nữa, nhưng đầy hào hứng, đầy tích cực và là những cái năng lượng chờ đợi. Khó nghĩ nó không khác nào cuộc đời cứ đưa về phía bạn những đòn đấm và những thử thách. Và việc của bạn đó là bạn đỡ như thế nào và tiếp nhận các đòn nó như thế nào và tấn công ngược trở lại. Kiểu mình Tuấn à, biết Tuấn trước giờ đóng phim hài, còn Khoa là phim hành động, liệu lần này mình có đổi vai? Vận động để thăng bằng. Nào bây giờ nghe profile của đối thủ Kiều Minh Tuấn nghĩ sao? Dạ em đổ mồ hôi hột. Nhưng mà anh biết sao không? Nếu mà em sợ á thì cuộc đời em sẽ tẻ nhạt lắm anh. Dạ yên tâm đi, em không sợ đâu. Hay quá, hay quá. Hay quá. Nhưng mà em đã tập cái gì đó trong bao nhiêu năm qua chưa? Em có tập hát anh. Anh muốn em hát không? Wow. Được không anh? Ổn không? Trời ơi. Không có miễn cưỡng nha. Bài gì ta? Bây giờ bài gì ta? Em chưa 18. Có bài đó hả ta? Có mà, có mà. Ủa anh Tuấn ơi, anh có thật sự đóng phim đó không? Anh có thật sự đóng phim không? Anh có. Mà anh không hề biết có bài đó luôn. Tại vì lúc đó anh chưa có tham gia vô làng âm nhạc Việt Nam cho nên anh không biết. Không, mà quan trọng nè, cái buổi ra mắt phim anh có đi coi không? Anh có. Và anh cũng không biết có bài hát đó luôn. Anh không có để tâm tới luôn ha anh. Tính ra là một diễn viên vô tâm với đoàn phim đó. Không, mà đừng nói vậy anh tuổi. Anh Tuấn ơi, bây giờ anh thích bài nào anh cứ hát được, tụi em đang rất mong chờ. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh trên kia Minh Tuấn à. Nói giỡn á, không hát được đâu. Em nói giỡn, em không hát được đâu anh. Em mà hát được thì Phạm Anh Khoa chịu thua luôn. Anh biết là bước vào sàn đấu này thì sợ thì đúng là cuộc sống sẽ rất là tẻ nhạt. Nhưng mà trong cái quãng thời gian vừa rồi em tập boxing thì em thấy nó như nào? Em thấy hấp dẫn nè. Em thấy có sự cuốn hút nè. Em thấy mình trân trọng đối thủ hơn nè. Trân trọng cuộc sống hơn. Nó hơi khó với em á. Nhưng mà tại vì á, em có những người em như vậy nè. Mỗi lần mà em nói ý kiến là em muốn tập võ, kêu mọi người kêu không làm được. Không làm được. Em kêu ủa? Không làm được không có nghĩa là không được làm. Wow, tuyệt vời. Hay quá. Anh Khánh ơi, em phải nói cảm xúc của em liền ngay bây giờ. Tại vì em thấy là anh Tuấn tới đây không chỉ là một trận đấu này không, mà là cả một câu chuyện truyền cảm hứng cho đàn em tụi em nữa. Và em thấy như vậy nè anh Tuấn. Đủ rồi, về thôi anh. Hay lắm, hay lắm rồi. Được rồi. Em tin chắc là ngày hôm nay anh Tuấn sẽ làm nên chuyện. Tin không? Chán BB ghê luôn. Anh nói cỡ đó rồi mà BB. Em lo cho anh lắm anh ơi. Anh Khoa ở đây người ta tập võ biết bao nhiêu năm. Trời. Còn anh có tham gia phim hành động thiệt. Nhưng mà anh bị hành nhiều hơn là động anh à. Nhưng mà em ơi, khi một người thường á mà dám bước qua cái này nè, là không phải là người thường nữa rồi. Anh ơi, mình bước qua được rồi. Thì thôi bây giờ mình bước về anh ơi. Em ơi, ba mẹ anh đã nói rồi. Ba mẹ cho con cuộc sống, việc của con là trải nghiệm cuộc sống. Rồi, hay quá.
chào Mấy Diêu. Hôm nay My sẽ cho Mấy Diêu biết bí mật làm nên thương hiệu của Kiều Minh Tuấn. Và đây là bí mật. Ngồi xuống. Chú bớ ăn tạp lại đi. Tôi ra ngoài đường phải gánh hết cho chú đó. Nhậu không yên với con ghệ của chú à. Đó là bản năng mà. Nói còn cãi nữa. Tán cho đầu bây giờ. Sao không ngoan hiền như chú Năm đi. Có phiền ai không? Hả? Bởi vậy nó nhà nhiều nhất á. Mà hôm nay có chuyện gì mà gọi My về sớm vậy Năm? Chương trình The Champion mời mình tham gia giành đai vô địch boxing. Mày ấy thấy sao? Để My đi. My là ngôi sao. My sẽ cháy hết mình. Mỗi lần My lên sân khấu, My sẽ được tỏa sáng. Không có duyên dáng thì không tỏa sáng được đâu. Để anh. Anh chỉ cần cười một cái là biết bao nhiêu cô gái phải ngã vì anh. À, sẵn đây anh tặng cho các cưng 3 điều các cưng cần phải nhớ. 1 là phải cầm cương được người ta. 2 là phải chu cấp được người ta. Và 3 là phải hoàn thiện được người ta. 4 là cái mỏ chú máu liền đó. Cái đánh đấm mà 3 điều 4 chuyện. Để anh thể hiện cho. Muốn lấy đai vô địch á là phải mạnh mẽ, can đảm, lì lợm. Nhưng mà ấy ơi, ấy đánh đấm ở ngoài á dùng gậy, còn người ta lên đài á là dùng găng á. Anh không biết dùng găng, dùng răng được không? Vậy là lên phường đó, định làm Mike Tyson hả? Vậy là Dư không được rồi, để My. Nhưng mà phải tập trước 2 tháng đó ấy. Ấy phải bỏ xô, bỏ công việc hết luôn đó. Quải rồi phải không? Mấy cưng để anh. Đối thủ của mình là ai nè? Phạm Anh Khoa đó. Chơi thể thao là số dắt luôn. Về quê mà chạy bộ 500 cây số lận á. Khuyết điểm là năng động và tăng động. Đánh không có điểm dừng. Cách cả đơ cả nước. Chạy mặt luôn. Mất màu liền. Ai cũng không được. Quỷ xô đi. Đánh đổi quá. Nhưng mà mình lỡ ký hợp đồng rồi. Du ký rồi thì du đi đi. Nhưng mà mình không có hấp dẫn, không có lãng mạn, không có cuồng cuộn, mình không có làm được. Không làm được không có nghĩa là không được làm. Tảnh à, nhìn mơ màng dữ vậy. Ủa bây giờ anh ngủ đây hả? Anh ngủ đây từ lúc nãy giờ luôn rồi. Tập xong rồi ngủ tới giờ luôn. Kiều Minh Tuấn à, biết Tuấn trước giờ đóng phim hài, còn qua là phim hành động. Liệu lần này mình có đổi vai? Đi tập, đi tập. Mới tập xong mà. Đi tập nữa. Gì ghê vậy? Tập nữa, trời ơi. Sợ hả? Sợ hay gì? Mình vô mình tập á, thì mình càng thấy cái bộ môn này nó rất là thú vị. Nó hay, nó khỏe cho cái lưng của mình. Tại vì khi mà làm phim á, thì sẽ có thời gian nếu mà hơi quay lại. Rồi có cascader hỗ trợ cho mình. Còn ở trong đây là không. Cái khó khăn của Tuấn khi mà tập boxing đó là cái lưng của Tuấn có vấn đề. Nhiều khi mình sung quá mình không có để ý á, thì về sẽ bị rêm người, sẽ bị đau lưng. Nếu mà mình muốn chiến đấu, muốn thắng trụ lâu ở trên võ đài á, thì mình phải luôn luôn là tỉnh táo. Điểm mạnh của Tuấn á, khi mà chơi cái bộ môn boxing này á, đó là cú cháp. Cái lợi thế của Tuấn là tay dài nè. Xác định ngay từ đầu của Tuấn á, khi đến với chương trình á, là trải nghiệm nó hết mức có thể để sau này mình không có hối hận. Ai mà hỏi là Tuấn đấu với ai, Tuấn nói là Phạm Anh Khoa thì mọi người hả? Tại vì Phạm Anh Khoa cơ thể cứng ngắc cuồn cuộn, lúc đầu cũng sợ đó, nhưng mà thôi hên xui. Không làm được không có nghĩa là không được làm. Là ngày hôm nay anh Kiều Minh Tuấn sẽ chứng minh và chứng tỏ cho những người đã từng xem thường ảnh. Dạ, rõ ràng. Là có hai đứa mình đó, là có hai đứa mình. Có luôn hả? Thôi mình về. Hôm nay có hai thông điệp ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu: không cục ngã và không được làm.
cái gì nhỉ? Không làm được không có nghĩa là không được làm. Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa đã mang tới không khí thật là tuyệt vời cho The Champion hôm nay. Không có nghĩa rằng tí nữa trong cuộc đấu kéo dài 9 phút, mỗi hiệp 3 phút. Và tôi không nghĩ rằng ở đó sẽ là show diễn của hai người. Bởi vì mọi người đều biết rằng là trong boxing, đấm hoặc là bị đấm thì anh hy vọng là mọi người đều hiểu điều đó. Nhưng mà bây giờ để biết thêm hai người đã luyện tập và tới với võ đài như thế nào thì xin mời huấn luyện viên của hai bên lên sân khấu. Tôi có thể khẳng định không chỉ là bước qua cái dây kia mới thực sự là dũng cảm đâu, mà theo đội của Trần Văn Thảo cũng là dũng cảm rồi, bởi vì là đội này nghiêm khắc lắm. Thảo nghĩ thế nào về sự tập luyện của Minh Tuấn trong thời gian qua? Về Kiều Minh Tuấn thì Thảo chỉ nói một câu gắn gọn thôi. Anh Tuấn là một chiến binh quả cảm và anh có một cái biệt danh mà ai nghe cũng phải khiếp sợ. Quả đấm thép Kiều Minh Tuấn! Em nghe khẳng định chưa BB Trần? Này là huấn luyện viên khẳng định chưa? Anh ơi, quả đấm thép là tại sao là anh Tuấn anh ăn nhiều quả đấm thép á? Chứ không phải là anh tung ra nhiều quả đấm thép. Đúng không anh? Đúng không anh? Còn duy nhất bạn đón nhận một học trò mà đã trải qua vô vi nam rồi, chắc là công việc cũng không có quá nhiều khó khăn đâu đúng không ạ? Đối với anh Khoa là mặc dù cái thời gian mà tập luyện với Nhất không được nhiều, nhưng mà mình thấy được cái niềm tin cũng như là cái sự cháy giống như trong nhạc rock của anh Kho đã chơi. Như vậy là chúng ta có thể hình dung ra trận đấu ở phía trước. Còn bây giờ, tổ bình luận viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến khi mà hai võ sinh ngày hôm nay đã xuất hiện trên khán đài rồi. Hà Hiền cũng không còn quá xa lạ gì với hai đồng nghiệp này nữa rồi, thì Phạm Anh Khoa cũng là đồng đội của mình trong đội bóng. Và Kiều Minh Tuấn thì cũng đã cùng với Hà Hiền thực hiện rất là nhiều những cái bộ phim. Thì về phía Phạm Anh Khoa thì em cũng hy vọng là anh Khoa sẽ nhẹ tay. Còn về phía của anh Kiều Minh Tuấn thì em cũng muốn nhắc anh Kiều Minh Tuấn là tại vì trọng tài mình chưa có gõ cái kẽn á, cho nên là bây giờ mình vẫn còn cơ hội để mình leo xuống đó anh. Tưởng thêm được lời động viên nào. Chị Viễn nghĩ sao chị Viễn? Chào người anh em của tôi Phạm Anh Khoa. Và chào người em dễ thương Kiều Minh Tuấn. Với Khoa thì cũng là một người anh em đi chơi cùng với nhau, đá bóng cùng nhau. Và nền tảng thể lực của Khoa như thế nào Viễn hiểu rất rõ. Mọi người không khen Phạm Anh Khoa nữa được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về cái sự tự tin mà mình đặt vào Kiều Minh Tuấn là như này. Em gặp Kiều Minh Tuấn ở bên dưới, em hỏi là Tuấn ơi em tập lâu chưa? Em mới tập ngắn thôi anh, nhưng mà em thấy cú đấm em sao? Em đấm bình thường, nhưng em có thể chơi được Phạm Anh Khoa bởi vì em sẽ lì. Đó có nghĩa là Khoa có nền tảng thể lực khỏe và có kỹ thuật của võ trong đó, nhưng mà về boxing có nghĩa là nó khác biệt. Nếu như Khoa trên sàn đấu này mà Khoa không cẩn trọng thì sự nghiêm túc của Kiều Minh Tuấn cùng với sự tập luyện đội trọng thảo đã vạch ra cho Kiều Minh Tuấn thì có khả năng Khoa sẽ gặp những cái đòn bất ngờ. Và nếu như Khoa không cẩn trọng thì Kiều Minh Tuấn sẽ là một thách thức thực sự đấy. Cẩn trọng nha. Anh Mai Thanh Ba tham gia The Champion, anh cũng thấy nhiều bất ngờ rồi đúng không anh Mai Thanh Ba? Và trận đấu này hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ với những người có khả năng chịu đựng như là Kiều Minh Tuấn đã nói. Tôi rất là mong muốn thấy cái quả đấm thép như là huấn luyện viên Trần Văn Thảo đã bảo với cả bạn Kiều Minh Tuấn rồi. Nhưng ngược lại thì tôi cũng rất muốn là nhìn thấy cái chất rốc, chất cháy trong cái trận đấu sắp tới của Phạm Anh Khoa. Bây giờ là một nhà chuyên môn cũng nghiêng sang chất đốc của Phạm Anh Khoa rồi, quý vị ạ. Còn Quang Hùng nghĩ sao? Quang Hùng, hôm nay sẽ là một trận đấu đặc biệt đây. Em vẫn chưa hiểu tại sao mọi người ủng hộ anh Khoa nhiều như vậy ạ. Bởi vì anh Tuấn thực sự là, em thấy anh Tuấn là một người có nền tảng võ thuật này, có khả năng này. À, em Ủa, Khoa, có hai em, cái đó có hả? Cái đó có cái nền tảng võ thuật của không, Tuấn. Không, đấy là anh Tuấn ở cạnh nhà em. Ok, anh hiểu. Đấy, anh Tuấn ở cạnh nhà em. Cái tên thôi. Hôm nay nhiều diễn viên hài quá rồi. Anh ơi, em phải nói công tâm một điều là em đã coi quá trình của rất là nhiều nghệ sĩ khi mà tham gia trong chương trình, thì em thấy đúng là không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bước trên cái sàn đấu này. Phải tự tin lắm, phải bản lĩnh lắm và phải vượt qua nhiều khó khăn lắm mới đứng tại đây, sàn đấu của nhà vô địch. Dạ, mình đủ thời lượng rồi anh Tuấn ơi. Đủ thời lượng rồi, về thôi. Tôi xin phép mời hai võ sĩ của chúng ta đi về góc võ đài của mình.
trọng tài chính Nguyễn Quang Vinh sẽ lên võ đài và các ringer sẵn sàng cho hiệp đấu đầu tiên. Quý vị đã từng biết tới ca sĩ Phạm Anh Khoa, quý vị đã từng biết tới diễn viên Kiều Minh Tuấn. Quý vị có một ít phút để quên tất cả những điều đó đi, bởi vì ngày hôm nay là một ngày rất khác. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu giữa rocker Phạm Anh Khoa và diễn viên Kiều Minh Tuấn, một trong những diễn viên đã mang đến rất nhiều những thiết phim hài hước và hấp dẫn. Tuy nhiên ngày hôm nay anh sẽ là một đấu sĩ thực sự. Thực sự đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem và cũng hy vọng là cả hai võ sĩ của chúng ta sẽ thực hiện nó một cách cực kỳ nghiêm túc. Trận đấu bắt đầu. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp một trận đấu bắt đầu. Rocker Phạm Anh Khoa trong tranh đen tím và trong tranh xám đen, đó là Kiều Minh Tuấn. Một cú chạm đầu tiên của Kiều Minh Tuấn rất chính xác và hoàn lại một lần nữa. Kiều Minh Tuấn lại có những cú sáp liên tục vào phía Phạm Anh Khoa. Những đòn sáp giữ khoảng cách và một cú đấm thẳng của Kiều Minh Tuấn, nhưng anh Khoa cũng đã có một cú phản đòn bằng tay trái. Và lúc này anh Khoa đang cho thấy một thế trận phòng thủ, nhưng anh cũng đã có được những tình huống di chuyển rất chủ động. Thì Minh Tuấn đang tận dụng sải tay dài để có thể thực hiện những cú chắp giữ khoảng cách liên tục, là những tình huống di chuyển linh hoạt của Kiều Minh Tuấn. Và thật sự với áp lực của ngày hôm nay, tôi thấy anh Kiều Minh Tuấn giống như là đang khiêu vũ với anh ta, va cả vào trong tay. Hít thở đều, hít thở đều, hít thở đều. Đó, trả lại, trả lại, trả lại. Giáp rất tốt đến từ Kiều Minh Tuấn và đó là một cú body shot. Một cú đấm vòng không thành công của anh Khoa. Cú swing hook vừa rồi của anh Khoa không thành công, nhưng vẫn tiếp cú sát. Kiều Minh Tuấn đã né được, rất tuyệt vời. Chúng ta đang thấy một Kiều Minh Tuấn rất khác so với những gì chúng ta đã từng chứng kiến trong những thước phim. Kiều Minh Tuấn đang cho thấy được những sự linh hoạt của mình trong cách chơi cả tấn công lẫn phòng thủ. Anh đã có những tình huống né đòn rất hay. Những cú sát tiếp tục đến từ Kiều Minh Tuấn. Và bây giờ thì Phạm Khoa chỉ cần làm một việc rất đơn giản thôi. Bắt đầu đơn giản rồi. Kiều Minh Tuấn bắt đầu chạy rồi nè các bạn. Kiều Minh Tuấn bắt đầu chạy. Không quay đầu, không quay đầu. Trọng tài liên tục phải nhắc về luật dành cho bên phía của Kiều Minh Tuấn. Tôi có thể thấy được là Kiều Minh Tuấn chạy rất nhanh. Và đó cũng là bộ pháp mà Kiều Minh Tuấn cũng đã nói trước khi mà anh lên đài. Đó là một cú vật tiên của Jack Rung Tông. Cú lắc hút body shot đến từ Kiều Minh Tuấn. Vượt tiên của Jack. Có vẻ như là Kiều Minh Tuấn đã lấy lại được thế trận của mình khi mà anh đang cố gắng kiểm soát được chỗ nào. Những cú đấm dọc tay rất khó chịu và đó là một cú lắc hút thành công của anh Khoa. Tuy nhiên có vẻ như là Kiều Minh Tuấn vẫn không hề hấn gì. Kiều Minh Tuấn vẫn cho thấy anh khá tốt, nhưng vừa rồi là một cú vertical jab body shot đến từ Kiều Minh Tuấn. Rõ ràng là trong những tình huống vừa rồi chúng ta thấy những quả đấm mạnh hoạt tỉ ít, nhưng nó rất chất lượng và nó khiến cho Kiều Minh Tuấn bây giờ cảm thấy khó thở, bắt đầu phản công nhưng hơi của quá cái kỹ thuật của mình. Phản đòn rồi, phản đòn rồi. Tôi có thể nhìn thấy được là Kiều Minh Tuấn đã bắt đầu vào rồi đó các bạn. Cố lên Tuấn ơi. Kiều Minh Tuấn đã bắt đầu có những động tác quơ vào rồi. Body shot đến từ Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn cố lên. Rất tốt, đó là một cú trái tay rất hay của Kiều Minh Tuấn. Cả hai võ sĩ của chúng ta không hề có một cái hành động thủ nào. Tuấn cực lên. Cả hai đều đang rất công. Đúng rồi, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Đúng rồi, thả lỏng tài ra. Đúng rồi, sao vô, sao vô. Lại là một cú. Chính xác nữa của Phạm Anh Khoa. Một hai nè. Sao vô. Như vậy là thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ nhất đã kết thúc. 3 phút trôi qua và Kiều Minh Tuấn vẫn cho thấy được anh vẫn còn rất chất lượng, vẫn còn đứng vững trên võ đài. Hay quá anh Tuấn ơi. Quá xuất sắc rồi. Ôi ơi. Động viên cho dạ. Kiều Minh Tuấn đi nào. Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn. Anh ơi, em phải công nhận là sau hiệp 1 mà em vẫn còn thấy ông anh em trên sàn
quá nể. Công nhận là hồi nãy anh Tuấn sơ hở là anh chạy à. Đúng rồi, có những cái cú chạy rất là em ạ. Dạ đúng ạ. Lén lén cái là chạy liền. Cứ hay sơ quá. Hở thấy ai không để ý là có một chạy liền à nha. Nhưng mà cái đó là sai luật anh nha. Thấy được cái tinh thần của anh rất là nghiêm túc luôn á. Dạ dạ đúng rồi. Tụi em bắt đầu có niềm tin lại với anh Tuấn rồi. Bắt đầu có niềm tin lại rồi. Kể từ giây phút này em và anh BB Trần sẽ đứng về phía của anh Kiều Minh Tuấn. Dạ. Yeah. Mà vẫn ủng hộ Phạm Minh Khoa đúng không? Dạ chắc chắn, dạ chắc chắn. Vẫn ủng hộ, vẫn ủng hộ chứ anh. Tại vì em thấy anh Tuấn tội á, nên là em theo không, phải không, không, anh. Không, dạ. không có dùng từ tội. Không nói cái từ đó hả? Đúng rồi, đáng thương. Đáng thương, đáng thương. Dạ. Em thấy anh Tuấn đáng thương. Chưa bao giờ, chưa có một trận đấu nào mà giữa hiệp phát lại các tình huống của hiệp 1 mà khán giả cười như phim hài. Nhưng tôi khẳng định với cả khán giả rằng là nếu quý vị ở trên sàn đấu, quý vị sẽ hiểu rằng là một cú đòn thôi là rơi nước mắt ngay. Ở hiệp thi đấu thứ nhất này chúng ta có thể thấy được là không hề có một cái sự chênh lệch nào của Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa ngoài cái pha mà anh Kiều Minh Tuấn cố gắng thoát pressing bằng cách là chạy thật là nhanh thôi. Tuấn nghe thì cái đấy giơ tay lên Tuấn ơi. Rồi được rồi, đấy là lời động viên đấy. Anh Mai Thanh Ba, anh thấy những cú chạy của Kiều Minh Tuấn như thế nào ạ? Lần đầu tiên em nghe cú chạy. Thanh Ba, thật ra là trong MMA nhá, có những cái cách chạy của mà, võ sĩ không? Nha. Rất là rõ ràng luôn, chạy một vòng luôn và nếu mà hăng máu anh đuổi theo. Nhưng mà cái đó là MMA anh ạ, còn đây là boxing. Đấy chỉ là một cú xoay người tránh né thôi, không phải đến mức là nhìn trông nó bỏ chạy gì cả, mà có thể là bạn ấy di chuyển để bạn tránh ra cái lúc áp lực thôi. Thì các diễn viên cứ làm quá lên thôi chứ làm gì. Trọng tài nhắc là không quay đầu, bởi vì tình huống bạn Kiều Minh Tuấn bạn quay đầu thì có thể anh Khoa tấn công vào phần sau gáy, nó sẽ gây nguy hiểm. Thì trọng tài nhắc nhở là không được quay đầu. Tuấn nhớ nhá, Tuấn ơi, chạy thì em phải nhớ quay mặt lại cho người ta đánh vào mặt chứ không đánh vào gáy em ạ. Em vẫn còn cơ hội để sửa sai điều đó. Tuấn ơi, em rất mạnh trong những cú giáp. Những cú giáp của em với sải tay của em tốt hơn Khoa nha. Và em đấm dọc tay với tí cú giáp rất là tốt. Khoa bị mấy cú, Khoa bo nhưng mà vẫn hở. Em vẫn đánh được, em vẫn có điểm. Nên nhớ, boxing trong một thế trận như này, nhưng các bạn lưu ý những cú đánh vào giáp, những cú đánh vào mặt, những cú đánh vào body là những cú ghi điểm. Em thi đấu như thế nào không biết, có thể gây đến tiếng cười, nhưng điểm của em biết đâu được lại thắng thì sao. Nên em vẫn cứ tiếp tục thế trận này cho anh, chơi tới đi. Và em thì em vẫn giữ nguyên quan điểm của em là em ủng hộ anh Khoa. Ủng hộ anh Khoa. Anh Khoa ở trong trận đấu này có tất cả những cái lý do để có thể trở thành nhà vô địch được ạ. Nền tảng võ thuật có, sự ủng hộ của khán giả và nghệ sĩ ở đây có, và thậm chí là đối thủ có một khuôn mặt rất là gợi đòn. Anh Khoa, anh cứ đấm vào cái nốt ruồi cho em, cứ đấm vào nốt ruồi cho em tưởng gì cũng ghi điểm anh ạ. Phạm Anh Khoa cố lên. Em thấy là có vẻ như là anh Khoa hơi nương anh Tuấn chút xíu ở hiệp 1 á. Chắc có thể là anh Khoa anh hiểu được là anh Tuấn không chỉ là đánh không, bên cạnh đó còn phải là giải trí nữa. Biết đâu là hiệp 2 thì cả hai sẽ hết mình hơn. Nhưng mà em xin gửi lời tới anh Tuấn chút xíu là anh Tuấn ơi, bớt quăng miếng lại nha anh. Trời ơi, dưới đây khán giả cười chết đó. Còn cái tinh thần này của anh, em nghĩ là tất cả các nghệ sĩ mà có tham gia trên sàn đấu cũng nên bắt chước cho anh Tuấn nè. Là vừa có tinh thần thể thao mà vừa có tính giải trí cao nữa. Yeah. Quá hợp lý. Cố gắng lắm rồi Tuấn ạ, à, mà không được, không kiềm chế được các em. Đấy là lỗi tại em thôi Kiều Minh Tuấn ạ. À. Bây giờ thưa quý vị, hiệp 2 sẽ bắt đầu. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Phạm Anh Khoa và Kiều Minh Tuấn đã được bắt đầu. Chúng ta đang thấy là Kiều Minh Tuấn cũng nhập cuộc rất giống với hiệp đấu đầu tiên. Anh cũng có những cú chắp để giữ khoảng cách với Phạm Anh Khoa.
Và đó là những đòn giáp đôi khi cũng gây ra những khó khăn cho Phạm Anh Khoa. Và Phạm Anh Khoa cũng đang giữ cự ly, anh cũng có những đòn giáp để có thể đe dọa được Kiều Minh Tuấn. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì chúng ta cũng có thể thấy được là cả hai võ sĩ của chúng ta đã có vẻ là thăm dò xong đối thủ. Và bây giờ ở hiệp thi đấu thứ hai này họ đã cẩn thận hơn rất nhiều. Rất tốt, đó là đòn đấm 1-2 đến từ Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên Phạm Anh Khoa cũng đã có tình huống né đòn rất hay. Rút ra đánh này nhớ. Rõ ràng nói về sức mạnh thì bên phía của anh Khoa vẫn đang thể hiện được mình tốt hơn rất rất nhiều. Bởi vì sau trận thi đấu đầu tiên tôi thấy Kiều Minh Tuấn thở, rất là thở. Nhưng trong khi đấy thì anh Khoa vẫn đang cực kỳ linh hoạt trong từng cú đấm một. Và những cú đấm vẫn rất chất lượng. Và anh Khoa đang làm chủ sân đấu của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhìn vào những đòn đánh để có thể ghi điểm. Lúc này thì anh Khoa cũng không chiếm được lợi thế nhiều. Vừa rồi thì Kiều Minh Tuấn đã có những đòn đấm không hợp lệ trong boxing. Những tình huống gõ vào gáy của đối thủ như vậy là đều không được. Chú ý nghe, chú ý nghe. Không đập. Đó là có một pha mà giống như Ngọc Phước đã nói, đó là cú bát từ trên bát xuống. Boxer. Một cú bát không hợp lệ của Kiều Minh Tuấn lên Phạm Anh Khoa. Người ta ngọt lắm rồi, chạp đi. Đứng lên. Vô anh Khoa ơi. Đứng lên. Với một tình huống thi đấu phải gọi là rất tuyệt vời và liên tiếp tấn công đến từ bên phía anh Khoa, có những cái đòn đánh rồi. Ở phía bên này là có những sự phản đòn rất gay gắt đến từ bên phía Kiều Minh Tuấn. Đúng như vậy, vừa rồi thì anh Khoa cũng đã thoát rất nhanh, nếu không thì anh cũng đã lãnh những đòn đấm đến từ Kiều Minh Tuấn rồi. Rõ ràng là anh Khoa cũng phải dè chừng khi mà Kiều Minh Tuấn cũng cho thấy được nền tảng thể lực của mình khá là tốt. Một cú giáp thành công của Kiều Minh Tuấn. Đó là một cú giáp rất chính xác của Kiều Minh Tuấn. Và thực sự là ở thi đấu thứ hai này chúng ta dường như chúng ta đang xem cả hai võ sĩ của chúng ta đang khiêu vũ các bạn. Đang kêu vũ với nhau. Những đòn đấm ghi điểm của Kiều Minh Tuấn liên tiếp và chúng ta đang thấy được Kiều Minh Tuấn đang có một nền tảng thể lực rất tốt, rất sung mãn vào lúc này. Và thật sự tôi đã không tin vào mắt mình nữa rồi, những cú đấm mặc hiện từ bên phía anh Kiều Minh Tuấn dường như khiến cho tôi tỉnh ngủ. Cú lắc hút của anh Khoa nhưng Kiều Minh Tuấn thoát được và lại là một cú đấm dọc tay rất tốt của Kiều Minh Tuấn. Rồi, sâu vô nè, sâu vô nè. Những đòn giáp để giữ sức nhau. Khá ngàn tài ngàn sắc. Vừa rồi thì Phạm Anh Khoa định sử dụng một cú là spinning back fist, có nghĩa là một đòn đánh xoay revê chúng ta gọi, nhưng không được đánh ở trong boxing, nó chỉ là kickboxing thôi. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Phạm Anh Khoa và Kiều Minh Tuấn đã được khép lại. Một hiệp thi đấu phải nói là rất chất lượng, phải nói là hay, cực kỳ hay, chi mô rất cao. Quá hay, quá hay. Và có lẽ là ông trọng tài cũng đã rất mệt, rất khó xử trong trận hiệp đấu này. Thưa quý vị, hiệp 2 của trận đấu đã kết thúc. Và tôi di chuyển theo thế của Phạm Anh Khoa trong tình huống vừa rồi. Hà Hiền nghĩ thế nào về tình huống ra đòn của Phạm Anh Khoa theo kiểu xoay vòng tròn? Trong boxing thì cái cú đó nó không hợp lệ. Nhưng mà ở hiệp thi đấu này thì em lại thấy là cả hai võ sĩ của chúng ta có một chất lượng chuyên môn rất là cao, khi mà cả hai võ sĩ của chúng ta liên tục khiêu vũ với nhau. Tất nhiên đây gọi là chất lượng ngoài chuyên môn. Một trận đấu có chất lượng ngoài chuyên môn rất cao. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho cả hai đối thủ của chúng ta ở trên võ đài. Hình như là những gì mà Chí Viễn nói với cả Kiều Minh Tuấn đã được tiếp thu rất là tốt. Ra đòn ít thôi nhưng mà chất lượng. Anh thấy rõ không? Em đã truyền lửa cho Kiều Minh Tuấn rất là rõ. Kiều Minh Tuấn nhìn em với một cái nháy mắt, thấy chưa? Ok. Kiều Minh Tuấn đã đánh theo boxing, anh ta giáp, anh ta đóng dọc tay, anh ta cố gắng nhưng không tới thì sao? Anh ta thực hiện những cú bản năng để mà đe dọa đối thủ, không được tính điểm, ok, bị nhắc nhở, không sao cả. Anh ta không đánh nữa thôi, và không được tính điểm thôi. Nhưng mà có những cú giáp rất chính xác, giáp thẳng tay. Vẫn là lợi điểm. Hại, rất lợi hại, nhưng mà anh thấy thể lực của Kiều Minh Tuấn rất khác. Hiệp đấu đầu tiên, ở cuối hiệp có lẽ hơi đuối, nhưng hiệp đấu thứ hai Kiều Minh Tuấn duy trì được nha, di chuyển được nha, và lâu lâu có những đòn nhớ tấn công cú rất mạnh số 3 vào mang tay này không? Dạ, cái đó là ghi đúng điểm. Là một cái cú sáng từ trên sáng xuống luôn anh. Đó, body shot này, những cú đấm đây. Khi mà ép vào góc đài rồi thì cái tay này bị vướng, cái tay này đang bị chặn rồi, thì bây giờ là phải dùng như này, nhưng mà không đấm overhand mà lại đi gõ.
thì nó rất tiếc, nó không dùng cho boxing. Búa tạ. Anh Mai Thanh Ba, thỉnh thoảng mà anh gặp với những cú như vậy thì trong chuyên môn người ta gọi đấy là cú gì anh, để bọn em chốt lại là có những cái từ dành cho những cái động tác mới xuất hiện ở trong boxing ạ. Vừa rồi thì hai bạn chơi thì bọn tôi gọi là cái chiêu lạ trong boxing. Chiêu lạ, tức là cũng không có tên luôn đúng không ạ? Anh Khoa thì cái động tác bạn ấy xoay, chắc là trước đây bạn tập vô Việt Nam thì trong võ cổ truyền chúng ta gọi là rv, bạn rv có cả rv luôn ạ. Bạn ấy định, bạn định đánh nhưng khi bạn xoay ấy người, nhưng bạn chợt nhớ ra là cái đòn đấy không được áp dụng trong boxing nên là bạn ấy không thực hiện được. Thực ra thì theo dõi trận đấu này, khán giả cũng phải cố gắng quên đi rất là nhiều, quên đi rằng trên võ đài đang là một ca sĩ và một diễn viên. Nhưng mà riêng về chuyện đặt tên mà nói nhá, em rất thích ở cái góc của BB Trần kia, đặt được nhiều cái tên rất là hay. Em thấy đặc biệt nhất là cú bùm hờn dỗi của anh Tuấn anh. Cú gì em? Cú bùm anh. Bùm. À, bùm hờn dỗi à? Mà rất là hờn dỗi nè, kiểu mà người yêu mà giận hờn á. Không, cái này Ngọc Phước gọi là sáng anh Khánh. Sáng, đúng rồi, sáng từ trên sáng xuống. Ở cái hiệp 1 á thì cảm giác là anh Tuấn phải giữ sức để mà coi tình hình của đối thủ như thế nào đó. Thì đến hiệp 2 em thấy là anh Tuấn có cái sự cải thiện rất là rõ ràng luôn, và bung ra những cái cú thục á. Cú thục? Dạ, những cái cú thục vô trong bẻ sườn số 7 của đối phương á. Wow. Đếm luôn. Số 7 khai bẻ dạ, sườn anh. Anh Tuấn em thấy ảnh dùng tay phải của ảnh thục vô cái bẻ sườn số 7 bên góc trái của đối phương á. Dạ, làm cho đối phương kiểu bị Anh Khoa cũng đâu có thua gì, có những cái cú mà ngay xương quai xanh nữa. Nhiều lắm. Hai người này cho ra những cái tuyệt chiêu rất là lạ, rất là mới trong trận đấu ngày hôm nay. Tụi em cảm thấy bị thuyết phục quá anh. Rất thuyết phục. Rất là mê, dạ. Nghe cứ như kiểu là order beef steak hay sao. Dạ đúng rồi, anh lưu ý giùm em nha. Em để ý rất là kỹ nha, bẻ sườn số 7 nha. Phải là số 7 nha. Xương quai xanh bẻ sườn số 7. Dạ đúng. Xương quai xanh và sườn số 7. Mọi người chú ý điều đó nha, đây không phải gọi món, đây là boxing. Minh Tuấn ơi, anh biết là em đánh rất là cống hiến, nhưng mà vừa rồi hơi ham đòn nhiều quá nên là trọng tài có thể vào can thiệp, nhưng mà cẩn thận không có đánh nhầm vào trọng tài nhá. Trận một là đi là vấp cả vào trọng tài đó anh ạ. Trận một đi vấp cả vào trọng tài. Em ơi, khi mà tấp vô góc đài rồi thì cố gắng overhand nó mới tính điểm, còn như này là sai sát quá hả, không quýnh được. Nhưng mà đúng là trọng tài anh Vinh hết sức lưu ý cho em nhá, bởi vì là Tuấn nó không nhìn thấy gì đâu anh ạ. Anh cũng mặc áo sẫm sẫm như Khoa là cũng dễ ăn đòn lắm. Thưa quý vị, tôi đang đứng bên cạnh đây là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung chính là đối thủ đã từng thi đấu với một ca sĩ là ca sĩ Thiên Vương, biểu diễn rất là nhiều nhưng sau đó thi đấu cũng rất là nhiệt tình. Hôm nay có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho người đàn em của mình ở trên kia, Kiều Minh Tuấn. Tuy là mọi người nãy giờ thấy là Tuấn có vẻ hơi đùa giỡn, nhưng mà thật sự là trong cái quá trình tập luyện là Trung là người tập trung với Tuấn, và phải nói là Tuấn đã đi qua hết những bài tập thể lực trong một ngày và không bỏ cuộc. Cho nên thật sự trong mỗi hiệp đấu, trong mỗi cú đòn của Tuấn đều có cái sự nghiêm túc trong đó. Và anh rất tin là Tuấn trong hiệp 3, Tuấn sẽ tiếp tục đứng vững và tiếp tục tung ra những cú đấm thép của Tuấn. Các cổ động viên đang cổ vũ rất là nhiệt tình. Dù là ở trên sân khấu kia một diễn viên hài và trận đấu có vẻ không thực sự là boxing mà quý vị vẫn thường thấy. Nhưng tất cả các võ sĩ của chúng tôi khi đã tham gia vào The Champion phải nghiêm túc, bởi vì các huấn luyện viên là thật và họ đòi hỏi rất cao. Và ngày hôm nay bản thân tôi cũng thấy Trung ạ, thời điểm mà Kiều Minh Tuấn dồn Phạm Anh Khoa vào phía góc đài kia và tung ra một series đòn cả đúng chuyên môn cả không đúng chuyên môn nữa, thì đó là quyết tâm chứ không hề là đùa giỡn một tí nào cả. Phạm Anh Khoa và Kiều Minh Tuấn, họ sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ 3.
Move. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hiệp đấu thứ ba, trận đấu giữa Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa. Vừa rồi là Phạm Anh Khoa đã có những đòn đấm thẳng liên tiếp, một tình huống đánh xoay không hợp lệ của Phạm Anh Khoa, anh đã bị nhắc nhở. Thật sự thì trong trận thi đấu lần này tôi thấy có đầy đủ, một trận thi đấu có đầy đủ tất cả các món từ tất cả các môn khác nhau ở trong trận thi đấu boxing. Và bên phía bên Phạm Anh Khoa bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn rồi tại hiệp thi đấu thứ ba lần này. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận thi đấu rất rất nguy hiểm và quan trọng trong thi đấu này. Em có đại rồi. Vừa rồi thì Phạm Anh Khoa cũng đã rất cố gắng tung ra những đòn cực kỳ chất lượng và lực. Tuy nhiên Kiều Minh Tuấn cũng đã kịp thoát được. Nếu không dính phải một đòn thì khả năng dẫn đến knock out là rất cao. Và bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại với diễn biến trận đấu khi mà cả hai đều đang có một nền tảng thể lực rất tốt. Cú đấm dọc tay của Kiều Minh Tuấn. Body shot đến từ Kiều Minh Tuấn. Phạm Anh Khoa vẫn đang be găng phòng thủ và tung ra những tình huống phản đòn rất nặng. Tiếp tục là một tình huống dọc tay thành công của Phạm Anh Khoa. Body shot đến từ Phạm Anh Khoa. Quăng luôn rồi. Một tình huống đánh xoay sai luật boxing của anh Khoa. Lúc này anh Khoa đang đánh theo những đòn bản năng của mình khá nhiều từ những thế võ mà anh đã tập luyện trước đây. Phải nói rằng trận đấu hôm nay giống như là một cái cốc trà sữa vậy. Rất nhiều topping đến từ tất cả các bộ môn mà chúng ta từng được biết và tưởng tượng ra. Có một chút gì đấy hoang dại, có một chút gì đấy của các môn võ khác. Và tôi tin rằng nó sẽ vô cùng hấp dẫn đến giai đoạn cuối cùng luôn. Body shot đến từ Phạm Anh Khoa. Kiều Minh Tuấn vừa rồi đã có một cú đấm cấm nhưng nó không đủ lực và cũng không hẳn là chuẩn về kỹ thuật. Cú đấm dọc tay của Kiều Minh Tuấn. Và Kiều Minh Tuấn đã bị Phạm Anh Khoa dồn vào góc đài. Body shot đến từ Kiều Minh Tuấn. Trả đòn lại, không sợ. Trọng tài đã nhắc nhở Kiều Minh Tuấn đã đánh dưới mạng sườn. Đó là tình huống đánh không đúng luật trong boxing. Không được đánh dưới thắt lưng. Và trọng tài đã có những sự nhắc nhở. Tiếp tục chúng ta trở lại với diễn biến. Liên tục có những cú nhấp nhả đến từ cả hai bên. Luật bị nhắc rất nhiều. Và hy vọng rằng cả hai sẽ né được những... Trọng tài lại tiếp tục nhắc nhở Kiều Minh Tuấn không được đánh vào gáy của đối thủ. Ở tình huống slip, tình huống lặng né đòn của Phạm Anh Khoa. Cực kỳ căng thẳng trong pha xử lý vừa rồi, né đòn. Nhưng cả hai bên... Phạm Anh Khoa cũng đã cho thấy sự chủ động. Kiều Minh Tuấn đã có một cú body shot thành công. Thực sự hiệp thi đấu thứ ba này chúng ta cũng có thể thấy được là cả hai võ sĩ của chúng ta đều đang muốn giành được những điểm số cao nhất để có thể giành được tay vô địch ở hiệp thi đấu cuối cùng này. Vì đây là hiệp thi đấu cuối cùng của trận đấu giữa Phạm Anh Khoa và Kiều Minh Tuấn. Sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào cho cả hai. Và lúc này cả hai đều đang suy yếu về mặt thể lực. Chúng ta còn 10 giây cuối cùng cho trận đấu giữa Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa. Phạm Anh Khoa đang tiếp cận và thời gian đã hết. Thi đấu thứ ba, thi đấu cuối cùng, trận đấu giữa Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa đã được khép lại. Một trận đấu đó là vô cùng nảy lửa. Khán giả đâu rồi? Rất tuyệt vời đúng không? Nguyên cái đầu hiệp ba là tôi không thể bình luận được. Vì quá tập trung vào trận đấu, xin lỗi anh Hùng và xin lỗi anh Diễn đã để cho hai anh gánh tim. Chúng ta thấy là hai võ sĩ đều đã duy trì được thể lực đến cuối mà nghe tiếng báo hiệu 10 giây là bắt đầu mới lao vào tấn công. Thực ra mà nói thì bây giờ cảm giác của tôi là hai người đã thể hiện quá tuyệt vời. Mặc dù nó có những cái ngoài chuyên môn boxing nhưng mà cả hai đều đã chơi xuất sắc. Chúng ta rất tập trung vào trận đấu để xem những cái đối thủ sẽ mang ra những cái món gì ở trong cái thực đơn ngày hôm nay ạ. Nó giống như là một bữa buffet vậy. Và phê thật. Thưa quý vị, ba hiệp của trận đấu giữa Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa đã kết thúc. Một trận đấu chưa từng thấy, một trận đấu sôi động nhất trong khán phòng của The Champion. Và trận đấu đã kết thúc rồi, nếu mà có ai đó mà tôi muốn đặt câu hỏi đầu tiên thì chính là trọng tài Quang Vinh. Trận đấu vất vả nhất của anh từ trên này của The Champion đúng không? Em thấy anh, thứ nhất là em phải né đòn của cả hai đối thủ là một này. Và thứ hai là em thấy anh phải nhắc nhở họ liên tục. Thật sự Vinh rất muốn trận đấu này diễn ra thêm một hai hiệp nữa. Vì càng đánh thấy hai võ sĩ này càng bắt đầu tự nắn được kỹ thuật của mình hơn. Em cảm ơn anh Vinh. Anh Vinh đã nói là cái thông điệp của The Champion đấy là luôn luôn tiến bộ. Mình không thể nào mà trong một cái quãng thời gian ngắn mình tập mình biết được tất cả.
khi mà bước lên võ đài rồi là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Họ cũng luôn luôn thay đổi mình, đúng không ạ? Chính xác ạ. Riêng môn võ boxing của mình, càng thi đấu nhiều, càng va chạm nhiều sẽ càng luyện được những kỹ thuật chuẩn chỉnh hơn ạ. Quý vị nhớ đấy ạ, nếu đã tập boxing làm ơn kiên nhẫn một chút và làm ơn nhìn những tấm gương như Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa. Và quý vị đừng nghe quá nhiều các diễn viên nói về nhau bởi vì là họ không hiểu nhau lắm đâu. BB Trần, em đã thấy Kiều Minh Tuấn chưa? Em thật sự là bất ngờ anh ơi, ngỡ ngàng luôn anh. Không nghĩ là ông anh của em, ông quá giỏi luôn á. Ông có thể trụ được tới 3 hiệp luôn. Quá tuyệt vời. Và đặc biệt là em chắc hẳn là rất là khó ai có những cái cú mốc mà vô cái cọng dây giống như anh Tuấn làm á. Ngay đây nè. Anh BB, anh phải công nhận với em một điều là mặc dù anh rất là nghiêm túc và đúng, quyết liệt trong trận đấu đúng, nhưng mà cú mà bị móc và bị kẹt cái tay vẫn hề. Cái đó vẫn là một cái tinh thần giải trí rất cao. Yeah. Ngày hôm nay em thấy là cả anh Khoa với lại cả anh Kiều Minh Tuấn rất là tuyệt vời. Và đây là một trận chiến mà em cảm thấy là rất quyết liệt. Quá nể luôn. Thắng phục. Dạ. Có đúng là một trận đấu mà chúng ta càng xem càng thấy họ tiến bộ đúng không mọi người? Tức là mọi người ở đây đều thấy là thi đấu đoạn đầu như này, sau đấy thì chỉ cho Kiều Minh Tuấn và ngay sau đấy là những cái lời chỉ đấy là được thực hiện ngay. Một trận đấu rất là hay, một trận đấu có tính tương tác rất là cao. Anh Mai Thanh Ba, trọng tài Nguyễn Quang Vinh có nói rằng là càng thi đấu thì các võ sĩ càng thi đấu chuẩn chỉ hơn. Anh thấy có đúng không ạ? Đúng rồi, qua mỗi hiệp đấu thôi, bản thân võ sĩ đã rút ra được kinh nghiệm. Cộng thêm là các huấn luyện viên sẽ chỉ thêm các chiến thuật nữa để đưa ra những cái phương pháp thi đấu để làm sao nó tốt hơn. Ba hiệp đấu như vậy, võ sĩ sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều. Hà Hiền ơi, kiềm chế nhé Hà Hiền, hết sức kiềm chế. Trận đấu đã kết thúc rồi đấy em ạ, và em là bình luận viên, em không phải là khán giả ở dưới kia. Đến bây giờ thì em vẫn rất là hài lòng về những cái gì mà em nói trước trận. Cái đó là nó đã đúng với cái chiến thuật của em, đó chính là cái chiến thuật kích tướng. Có nghĩa là em luôn đè bẹp Kiều Minh Tuấn dưới cái đáy của vực sâu để cho Kiều Minh Tuấn có thể bật lên và đứng được, vững được ba cái hiệp đấu như vậy. Riêng anh Khoa thì em đã quá rành rồi, anh Khoa quá khỏe rồi. Nhưng mà Kiều Minh Tuấn là giống như cọng bún thiêu vậy anh Tuấn, cho nên là... Thật sự cũng rất là cảm ơn The Champion đã mang tới một cái trận đấu giải trí đến như vậy. Mà thật sự là em bình luận mà em hét khô hết tiếng mà em còn đập bàn, đập ghế nữa. Sao em không tả Kiều Minh Tuấn như là một cái lò xo nén xuống thật nhiều để Kiều Minh Tuấn bật cao hơn đúng không? Nhưng mà nói gì thì nói, Tuấn ơi, anh ủng hộ em từ khi mà bắt đầu trận đấu. Bởi vì sao? Anh quá hiểu Khoa, nền tảng thể lực của Khoa, đi đá banh. Khoa được mệnh danh là Khoa còn chạy như ngựa cơ mà, khỏe lắm. Cả trận đấu chạy suốt không biết mệt đâu. Nên thành ra là anh rất muốn em làm một điều gì đó. Và ngày hôm nay em đã làm anh bất ngờ, thật sự quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà anh xin lỗi nha, anh sẽ nghiêng về chiến thắng cho Khoa. Anh sẽ nghiêng về chiến thắng cho Khoa. Đúng là một tối cuối tuần quá giải trí luôn ạ. Nó có tính giải trí quá cao luôn. Từ hai võ sĩ của chúng ta, chưa thấy một cái trận đấu nào mà làm cho cái sân đấu của chúng ta nó tan hoang nghiêng hết cả từ bên này sang bên kia luôn. Hai đấu sĩ phải gọi là sử dụng những cái đai tối đa tác dụng của nó luôn ấy. Nghe thấy nói là bạn anh Khoa có duy trì tập luyện thể thao rất là đều, nền tảng thể lực rất là tốt. Mình hỏi một chút bạn anh Khoa là trong 3 cái hiệp đấu vừa rồi và khi cả 3 hiệp Minh Tuấn bạn gây áp lực như thế thì anh Khoa cảm thấy thế nào? Vâng, thật sự là em nghĩ là anh cũng đồng tình với em rằng là ở riêng boxing, cái thể lực của boxing nó lại là phần khác ạ. Và nó hầu hết ở phần ở đôi tay và cái bước chân ở trên cái sàn này, thật sự đến hôm nay em mới có cái trải nghiệm thật sự của nó. Nếu mình loạn bước chân thì gần như là mình không có lực và mình mất thể lực rất nhanh. Và trong cái việc mà chống đỡ các đòn của Minh Tuấn thì rõ ràng là em xuống sức cũng cực nhanh. Mặc dù là 90 phút đá bóng thể thao em có thể chạy suốt được, nhưng nó có lẽ là thuộc phần năng lượng mà đốt cháy nó không có ngay lập tức giống như bộ môn này. Và thú thật là 3 hiệp đấu em cũng đã rất cố gắng để trụ lại được. Thú thật nó khá là khó khăn. Mọi người nghĩ rằng là trên sân khấu đang có màn trình diễn giữa cả hai bên, nhưng hình như không phải là như vậy đúng không Phạm Anh Khoa? Mất tập trung là ăn đòn ngay. Vâng, chắc chắn là nếu mà quý vị xem qua màn ảnh có thể sẽ không thấy được cái trải nghiệm mà Khoa đang có ngay tại đây. Và đúng là ngay ban đầu khi mà xem thể lệ và với các buổi mô phỏng mà tập với lại các bạn tập ở trong phòng, cái cảm giác của nó không có như thế này.
Và nếu các bạn có cái trải nghiệm của Khoa thì thấy Khoa không nói quá. Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời với The Champion nhà vô địch. Và Khoa hy vọng rằng boxing sẽ đến gần hơn với mọi người nữa, để chúng ta có thể rèn luyện một bộ môn rất tốt dành cho sự tập trung, rèn luyện ý chí và cũng như giữ cho sức bền, cũng như độ tăng bật rất nhanh của các cơ bắp. Bây giờ nhá, là thời điểm mà Kiều Minh Tuấn có thể nói với các đàn em của mình, lúc đấy ai chế giễu tôi rồi thế này thế nọ. Thật ra em cũng không có muốn ý kiến gì với đàn em hết, chỉ là em muốn cho các đàn em thấy được hình ảnh của em hồi nãy như thế nào, để từ nay về sau đừng có giỡn với anh nữa nha mấy đứa. Không hề luôn anh, không có luôn á. Anh về anh coi lại lúc nãy em với Khánh đứng đây là hai đứa nói với nhau, trời không ngờ anh Tuấn ảnh can đảm như vậy. Và bản lĩnh xuất sắc, bản lĩnh. Anh tin đây là một trận đấu mà anh Tuấn anh sẽ thể hiện được hết khả năng của anh đó. Em nói như vậy rất là nhiều. Dạ, đúng luôn rồi, tụi em ở bên dưới là hô tên anh rất nhiều lần và dồn dập. Tụi em cực kỳ tự hào về anh Tuấn à. Dạ. Vậy hồi nãy anh bị đánh chỗ nào mấy đứa nhớ không? Chứ hồi nãy là anh Khoa bị đánh sườn số 7 có mùi muối thiêu chanh rồi các kiểu em biết hết. Em nhớ hết, em nhớ cái be sườn số 7 có số tiêu đen các kiểu của tụi em. Không, nhưng mà trái tim của tụi em là hướng về anh đó. Đúng rồi. Dạ, cái miệng em nói vậy thôi, cái miệng em nói không có suy nghĩ. Quan trọng là ở đây nè. Nhưng bây giờ sẽ là câu chuyện của chuyên môn và ngoài chuyên môn này. Chiêu mà giã từ trên xuống như này là từ đâu ra hả Tuấn? Dạ, thật ra đúng bài bản của nó là nó gọi là cú hút. Là mình để chân vầy xong mình hút. Mình lấy cái cơ hông vậy nè, đó. Xong rồi mình lắp vai, mình hút vô. Vâng, lúc đó em hơi bị hút. Em hút cái gì em không biết nữa, em từ trên xuống dưới. Ủa vậy luôn hả? Em giả luôn hả? Đó, thấy chưa? Mấy đứa đừng có bẹ sườn các kiểu. Anh lộn qua muối tiêu chanh anh giả luôn, thấy không? Đúng chưa? Anh nói. Em nghĩ thế nào về cú xoay của em? Vâng, đúng như là anh Ba nói, nó gần như kiểu phản xạ của em ở trong cái môn mà mình đã từng tập. Nó như là phản xạ là đỡ với lại ve chỏ thôi. Nó như là cái đòn sở trường của em trước giờ ở trong môn của mình luôn ấy. Không ngờ là nó thành cái đòn khi mình né cái đòn kia. Cái mình vô đúng cái thói quen cũ. Nhưng mà may là em vừa mới quay lại là em biết là không được phép, cái em lại đứng liền. Sực nhớ cái đứa còn lại bị ăn đòn. Thấy em toàn quay lưng là vì cái đòn đó. Nhưng mà có mấy cái đoạn mà em bất ngờ em lao vào Phạm Anh Khoa, em dồn Phạm Anh Khoa vào góc võ đài. Thì anh muốn biết là cái điều gì trong đầu em vào thời điểm đó? Em kêu chết rồi, mồi ngon quá vô ăn thôi à. Mồi ngon quá vô ăn thôi à. Em có cuốn nhưng mà em thấy trọng tài kêu dừng rồi nên là thôi em cứ chịu đòn thôi. Một trận đấu thật là tuyệt vời. Cảm ơn Kiều Minh Tuấn và Phạm Anh Khoa. Nghĩ thế nào vào học trò Trần Văn Thảo? Không còn gì để tuyệt vời hơn để nói với học trò Kiều Minh Tuấn hết. Hôm nay anh đem được một cái lối đánh mới rất là vui vẻ để đem lên một trận đấu. Cho mọi người thấy là mỗi người là bên đội của Thảo sẽ cho một chiến thuật khác, chứ không phải lúc nào cũng vô quýnh, không lúc nào cũng hơi cháy. Tùy người, tùy chiến thuật. Và hôm nay anh Tuấn làm cho mọi người thật sự là bất ngờ. Dạ, thật ra ngày đầu tiên em tập với một cái tinh thần uể oải. Cho nên em nói với lại Trịnh sư phụ, với lại Thảo là hãy cho em một nghệ danh khi em bước lên võ đài. Em muốn mọi người phải hô tên của em là đấu sĩ buông bỏ. Tại vì tập mệt quá. Thời gian thấm thoát trôi qua trong vòng 2 tuần. Thật ra cái biệt danh của đấm thép á, là không phải là tay đấm của em á, nó nặng ký hay là nó chắc đòn, mà là muốn cho cái tinh thần của em á, nó thật là thép thôi. Mọi người đặt cho tên em là vậy à. Còn Nguyễn Trần duy nhất tập boxing mà tập không nghiêm túc và buông bỏ thì lên đài dễ ăn đòn lắm đúng không Nguyễn Trần duy nhất? À, chắc chắn rồi. Đối với anh Khoa á, mình rất là ngưỡng mộ anh Khoa ở cái tinh thần là khi mà biết là đối thủ mình sẽ đấu là ai và khoảng thời gian tập luyện như thế nào. Anh Khoa vẫn nói là anh Khoa sẽ đấu, cho nên là một cái khoảng thời gian tập ngắn nhưng mà khi bước lên trên võ đài này, anh Khoa dám thể hiện mình cũng như là thử sức với bộ môn boxing. Khi mà thấy anh Khoa vượt qua hết được 3 hiệp đấu là lúc đó là nhắc mới bắt đầu đỡ lo lắng. Anh Khoa đã rất là giỏi, rất xuất sắc. Cảm ơn Nguyễn Trần duy nhất.
Phạm Anh Khoa không gục ngã và Kiều Minh Tuấn không làm được không có nghĩa là không được làm. Thông điệp tuyệt vời chuyển tới cho quý vị khán giả trong The Champion. Và bây giờ sẽ là đai vô địch, phần thưởng cho người chiến thắng của cuộc so tài ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi lại quay trở lại với cảm xúc rất là thú vị của The Champion. Đấy là cảm giác hồi hộp khi được công bố kết quả người thắng cuộc. Bởi vì có rất nhiều những trận đấu diễn ra có thể đoán trước được kết quả, bởi vì chúng ta đã xem thế trận rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là một trận đấu hồi hộp và trận đấu bất ngờ nữa. Bởi vì ngay từ đầu trận đấu, tất cả mọi người đều có vẻ nghiêng một chút về Phạm Anh Khoa, một người có nền tảng thể thao từng tập vô vi nam. Và mọi người thì cứ đùa và Kiều Minh Tuấn cũng đùa. Nhưng mà kết quả là ở trên sàn thi đấu thì cả hai thi đấu rất là nghiêm túc. Và có những cú đòn mặc dù là đúng chuyên môn hoặc không chuyên môn, nhưng mà cũng có rất nhiều pha đánh ăn điểm. Và bây giờ thì trên tay tôi là kết quả người chiến thắng ngày hôm nay. Trọng tài đã chấm những điểm rất là xít sao. Chúng ta chúc mừng người chiến thắng chung cuộc. Và người chiến thắng chung cuộc là Phạm Anh Khoa. Tỷ số 2-1 và người chiến thắng chung cuộc là Phạm Anh Khoa. Khoa nghĩ rằng là đây là một cái trận đấu mà nó khó đoán. Ngay trong chính những người tham gia trong cuộc là Khoa và Tuấn, mình đã vượt lên được chính mình, trụ lại được 3 hiệp. Cái mà Khoa không nghĩ là nó khó khăn như vậy trong cái bộ môn này. Ban đầu có vẻ như xem nhẹ 3 phút của mỗi hiệp, nhưng đúng thật là 9 phút của 3 hiệp, Khoa cảm thấy là mình đã làm được nhiều hơn là những gì mình mong đợi với bản thân. Có những điểm Khoa hài lòng và có những điểm Khoa thấy mình chưa được, và chắc chắn là mình sẽ phải theo đuổi bộ môn này chăm chỉ hơn và có thêm nhiều buổi tập hơn để nắm thêm được rất là nhiều những yếu tố kỹ thuật nó rất là tiên quyết của bộ môn boxing. Và cái điểm mà Khoa hài lòng đó là mình có lắng nghe những cái lời chỉ đạo từ chiến thuật của huấn luyện viên duy nhất và đáp lại được những cái chiến thuật đó để giành được những cái điểm về mặt kỹ thuật. Trên sàn đấu mình không cho phép mình có một sai lầm nào cả, thì nó đẩy đến cùng của cái gọi là áp lực về mặt tâm lý. Cộng theo đó là nhịp tim và nhịp thở cũng bị đứt quãng và gãy gấp, cũng như là có những cái sai lầm về điểm sơ hở trong phòng thủ và có nhận những cái đòn từ Tuấn, và khiến cho mình cũng hơi bất ngờ với lại chiến thuật của phía đội anh Tuấn. Cũng ngay lúc đó Khoa cũng tự bảo với mình rằng là mình không được phép để cho cái điều đó diễn ra ở ngoài thực tế, và bản thân mình cũng đã trụ lại được và có những cái thay đổi về mặt chiến thuật kịp thời, là đánh thấp hơn và phòng ngự tốt hơn. Khoa tin rằng là mình đã vượt qua được cái giây phút khó khăn đó. Covid đã dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Một những điều đó là trụ vững trước khó khăn trước đã, trước khi mơ tưởng tới những điều xa xôi và là vĩ đại. Thì Khoa thấy cái bài học của The Champion cũng vậy. Đối diện với lại khó khăn nhưng mình không bao giờ được rời mắt khỏi nó. Luôn tập trung, luôn giữ cho mình một sự gọi là quyết tâm và bền bỉ đến cùng. Vì chưa biết chắc rằng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Đừng bỏ cuộc sớm các bạn. Mình thích những cái trải nghiệm được cháy trên sân khấu là mình thấy là thích nhất. Nó vẫn còn lưu lại trong cái con người của mình. Mình là người không chuyên cho nên khi mà bước lên võ đài á thì 50% á là kỹ thuật rồi này nọ, nhưng mà 50% kia giống như là mình thấy đánh quá cái tá quả buông bỏ buông chạy á, chứ không có phải là chiến thuật gì đâu. Thật sự vô giống như là lên trận, cái nhiệt ở trên võ đài á nó đốt mình không có thể nào mà mình kiểm soát được. Thì cho nên môn võ boxing này á, nếu mà đi sâu á thì sẽ giúp cho con người mình á tịnh tâm hơn, tĩnh tâm hơn, nó bình thản hơn, nó không có bị vội quá. Mỗi ngày mình tập á, cơ thể mình nó nhẹ nhàng hơn, nó năng động hơn, nó khỏe hơn, mình thở được sâu hơn, được nhiều nhịp hơn, cái hơi thở của mình nó nhẹ hơn lúc trước, thì mình thấy nó rất là bổ ích về sức khỏe. Và thêm một cái nữa là trước giờ mình hay bị chần chờ, không quyết đoán vào cái mà mình muốn. The Champion á giúp cho mình là mình nghĩ mình muốn thì mình phải cố gắng mình làm luôn.
Tại vì ngày mai có thể là mình sẽ không còn nữa. Cho nên là mình muốn, mình nghĩ thì mình cứ làm. Tuấn đã học được từ boxing, quyết định ra đòn phải nhanh gọn giống như trong cuộc sống của mình. Và cảm ơn những người đã thực hiện The Champion, đã cho Tuấn có nhiều thay đổi trong suy nghĩ của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã yêu The Champion. Cảm ơn. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình The Champion. Đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 The Champion.